Như vậy thì cuộc xem chung cuộc phong thần tại thế là Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta xem cái gì. Như vậy thì xem chung cuộc. Đây chung cuộc là kết thúc đồng đạo. Giống như đoạn khác Đức Thầy giải đắc rõ là có thiện căn sớm lại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Như vậy thì chung cuộc tức là kết thúc cuộc chơi kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên chung cuộc là kết thúc rồi. Giống người dùng cái từ là chung kết đồng đạo. Vậy thì xem chung cuộc tức là xem cái ngày long qua đại hội xem cái ngày mà bắt đầu đức thầy chúng ta trở về các vị tiên phật trở về đây để lập hội thì đức thầy xác định xem chung cuộc phong thần tại thế sau này dưới thế gian này sẽ có một cái cuộc phong thần như vậy thì vì cái cuộc phong thần này thì chúng ta thấy đức thầy nhắc đi nhắc lại đến năm lần trong sấm thi của ngài đồng đạo. Nam mô a chót đã quý y giữa phật đài nguyện rằng đệ tử dứt trần ai mong nhờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa quý vị, vị cao niên kỹ trưởng trong đạo kính thưa quý vị, vị thiền hữu tri thức kính thưa cụ ông thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo à, thân kính thì hôm nay trong cái buổi chia sẻ Phật pháp à, giáo lý của đức thầy chúng ta lại tiếp tục qua cái phần chú giải quyển Tư tức là giác mê tâm kệ thì trong cái phiên gặp gỡ ngày hôm nay à, chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua cái phần chú giải à, số 63 và đây cũng là cái phần gần cuối rồi và có thể à, thêm một số nữa là số 64 cũng còn gọi là số cuối cùng à, trong cái quá trình mà chúng tôi làm nhiệm vụ chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta qua cái phần giác mê tâm kệ vậy thì trước tiên chúng tôi cũng hết sức là tri ân quý đồng đạo đã xem các cái chuyên đề mà chúng tôi đã tải trên youtube thì quý vị rất là quan tâm trong cái quá trình chúng tôi chú giải giác mê tâm kệ nhất là những ngày gần đây đi thuyết giảng thì rất nhiều rất nhiều quý đồng đạo gặp mình thì đều nhắc đến qua cái phần chú giải nguyễn tư thì do cái lịch bên ngoài đi cũng hơi nhiều cho nên cái tiến trình thực hiện thì nó có hơi kéo dài cái thời gian thì cũng mong mà quý vị cũng thông cảm à, tuy nhiên thì theo chúng con nghĩ à, đây cũng là những cái điều kiện mà nếu mình à, suy nghĩ là rất là tốt quý vị, bởi vì à, quý vị vừa nghe thuyết giảng ở bên ngoài qua các chuyên đề theo cái sự phân công của ban phủ truyền, thì đồng thời thì bên cạnh đó cũng đang xen qua cái phần chú giải quyển tư, thì à, chúng tôi cũng phải nói rõ là điều đó có thể làm cho quý vị ít có ngán, à, bởi vì chúng ta có thể à, tiếp xúc với nhiều cái à, ban trị sự. À, nhiều cái à, chuyên đề cũng như qua cái sự à, trình bày của chúng tôi thì à, cái hướng tới thì à, chúng tôi cũng rất muốn à, đi rất nhiều ban trị sự có thể là làm sao mà trong cái cuộc đời đi làm nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ đi giáp hết à, các ban trị sự hoặc giả là gần giáp cũng tốt và đặc biệt thì thường ở các buổi thuyết giảng thì chúng tôi luôn ghi hình đó à, cái à, những cái hình ảnh xác thực của cái địa phương đó à, xung quanh cái ban trị sự nơi chút thiết giảng để làm chi để cho quý vị chúng ta có thể xem ở trên màn ảnh nhỏ thì quý vị cũng định hình được cái cơ sở thờ tự cái nơi mà ban trị sự ấy thiết giảng ở địa phương đó xã huyện đó như thế nào thì để chúng ta có một cái cách nhìn tổng quát về các ban trị sự thì nói chung thì hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị trở lại qua cái phần chú giả giác mi tâm kệ thì chúng ta cũng đã thực hiện được tới số 62 rồi thì qua số 63 này thì theo kế hoạch theo cán văn đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ qua hai chục câu bởi vì mình còn là trên dưới ba câu à, từ câu số 816 mà chúng ta trình bày rồi thì đến câu 817 và đến câu cuối cùng là 846 thì đáng lẽ ra thì 30 câu này chúng tôi chia hai Mỗi cái video như vậy đó thì có khoảng 15 câu à, Tuy nhiên thì khi đọc án văn này Thì chúng ta thấy nếu mà cắt như vậy đó Thì nó không hết ý của cái phần trên à, Cho nên thì chúng tôi sẽ trình bày Cái số 63 này nó nhiều hơn số 64 Tức là chúng ta sẽ trình bày đến 20 câu Mà Đức Thầy dạy Thả thuyền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống việc trải qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa trời sáng ra cái lại thấy trưa năm cũ đó rồi qua năm mới mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thai chữ phù vân phú quý nay mai luân với chuyển dời qua đổi lại cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm như tuổi lão bành đời hạ nguyên hay chết tuổi xanh như thở trước nhan hồi còn trẻ miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng đã có tu thân nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế xử những kẻ hung hăng tồi tệ thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn như vậy thì đây là phần nguyên văn trong hai chục câu giảng của số 63 mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu như vậy thì còn lại 10 câu cuối cùng cũng như sẽ có một cái phần tổng luận qua cái uh, giác mê tâm kệ 846 câu mà có thể là số tới thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cho nó hoàn thành quyển tư theo cái tâm nguyện của chúng tôi từ xưa đến giờ thì giờ đây chúng tôi cũng xin đi vào chi tiết bởi vì ở số rồi thì chúng ta đã trình bày đến hai cái câu cuối cùng là coi rồi phải thân mình tự trị chẳng độ xong phật khó dắt diều thì khi mà chúng ta trị được mình khi mình hiểu được giáo lý thì được trị được mình thì chúng ta sẽ được đức phật diệu dắt. và ở đây đức thầy dạy rất rõ là thả thuyền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống như vậy thì thuyền từ nói cho đủ là thuyền từ bi mà Đức Thầy dạy thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông độ vớt người hữu đức. Như vậy thì thuyền từ bi ở đây muốn nói đây là cái một cái phương tiện với một cái tâm từ bi của Đức Thầy chúng ta gọi cho đủ là từ bi hỷ xã. Thì với một cái độ lượng giác ngộ này thì Đức Thầy ví như một cái con thuyền mà đây còn gọi là con thuyền bát nhã. Giống như đoạn khác Thầy dạy là thuyền bát nhã ta cầm tay lái quyết đưa người khỏi bến sông mê. Như vậy thì thuyền từ bi bến giác thì bến giác ở đây nói cho đủ là bờ giác, gọi là bờ giác ngạn đó, tức là thuyền từ bi này từ bên cõi Phật trở về đây để diều dắt tất cả đồng đạo chúng ta. Như vậy thì cái từ nâng niu ở đây, nâng niu tức là chăm sóc, kỹ lưỡng và cẩn thận. Thì giống như chúng ta làm một việc gì đó thì mình luôn nâng niu, chăm sóc, sợ bị hư sợ không thành công cái việc đó cho nên theo từ điển tiếng Việt cái trừ cái từ nâng niu có nghĩa là chúng ta phải chăm sóc đặc biệt và cẩn thận kỹ lưỡng thì đó là nâng niu như vậy thì qua câu giảng này Đức Thầy giải rất đỏ là thả thuyền từ bến giác nâng niu thì Đức Thầy chúng ta ngài từ cõi Phật trở về đây ngài có một cái con thuyền từ, à, từ bi bác bát nhã từ bi bát ái và con thuyền này sẽ động độ tất cả chúng sinh nếu như có duyên với ngài thì ngài sẽ tiếp rước hết tất cả từ bờ mê sang bến giác và đồng thời trong cái quá trình ra đời giải đạo thì đức thầy chúng ta luôn nâng niu, luôn cẩn thận. Đức thầy xem chúng ta là những vị phải nói rõ là đức thầy có một trách nhiệm để thể quyết một lời ta độ tận. Đức thầy luôn cẩn thận, luôn nâng niu chiều chuộng cho nên đoạn khác thầy dạy là các chư Phật không khi nào đánh tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh nhiều khi rồi cũng có những người phụ đẩy quên đi cái công ơn à, dạy đạo cứu đời đức thầy nhưng mà đối với một cái vai trò trách nhiệm của quỷ vật phật như đức thầy chúng ta thì đức thầy rất là thương xót tất cả nhân loại chúng ta nhân loại chúng sinh thì trong đó có đồng đạo của mình giống như đoạn khác thầy dạy rất rõ à, cũng liên quan đến cái con thuyền này và con thuyền này còn gọi là thuyền bát nhã còn gọi là maha ha thòn nhỏ dọn rồi đa bước xuống đi qua bến giác mà sao hải trần chờ sao hỡi chần chờ ta réo mãi dân tình xem giảng cứ ngâm nga như đức thầy đã dạng như vậy thì cái quan trọng ở cái đoạn hai câu đầu tiên này là câu thứ hai đó là kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống như vậy thì kẻ hiểu đạo thì mới bước xuống cái con thiền từ bi mà đức thầy từ ở bên cõi tây phương đức thầy từ bên có phật đức thầy thả thả là ở trên thả xuống đồng đạo tức là ở trên buông xuống là thả đó và đặc biệt thì kẻ hiểu đạo thì mới ma ma bước xuống được. Còn nếu mà cái người không hiểu đạo thì xin thưa đồng đạo xuống không được quý vị. Thì con thiền này chúng ta cũng tạm gọi giống như cái con thiền bát nhã mà trong Tây Du mà khi chở thầy trò đường tăng qua một cái con sông vậy. Cho nên trong Tây Du mới có một cái câu đó. Con thiền bát nhã chẳng hề chìm, nhẹ tợ như bông nặng tợ kim, biết đạo trăm muôn ngồi cũng đủ mà vô duyên một đứa cũng là chìm. Bởi vì con thiền bát nhã là con thiền giác, thì con thuyền này là một con thuyền không đái là một cái con thuyền tuy nhỏ nhưng mà cái người hiểu đạo biết đạo rồi thì bao nhiêu bước xuống đây thì xin thưa quý vị nó cũng bình thường còn đặc biệt cái người mà không hiểu đạo không biết đạo thì một đứa một thôi bước xuống đây thì cái, cái thuyền này nó chìm không có chở được cho nên thuyền này chỉ chở được người hữu duyên chở được cái người nhẹ như vậy thì cái người nhẹ là người này không có còn tham chấp người này buông xả hết mọi danh lợi tình thì người này mới nhẹ giống như thầy dạy là siêu thăng nhà tách đường mây đó còn một cái người mà quá phiền não quá tham chấp quá sân si quá ham muốn nhiều thứ trong dục lạc thế gian này thì xin thưa rằng vị này rất là nặng gọi là trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài thì xin thưa đồng đạo xuống con thiền này không có được như vậy thì qua đó chúng ta phải nhận định ở câu giảng số 2 này trong hai chục câu này thầy dạy là kẻ hiểu đạo cái mối chốt quan trọng nhất mình phải là người hiểu đạo vậy thì thế nào gọi là kẻ hiểu đạo chứ kẻ cũng là một con người kẻ cũng là một đệ tử và nhưng điều nhiều khi đức thầy dùng chữ kẻ để nói lên cha mẹ chúng ta giống như mẹ cha là kẻ trọng ân đó dưỡng nuôi báo hiếu đúc thân yếu già như vậy thì hiểu đạo là một con người phải học do lý đức thầy phải có kinh nghiệm giống như đức thầy dạy tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo thì đó là hiểu nghĩa đắc đồng đạo cũng còn gọi là hiểu đạo và đặc biệt một con người mà hiểu đạo thì sẽ được cái 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 qua trái cái quả vị giống như đức thầy dạy đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi em hay hoặc là mùi đạo diệu gỏi em khó sánh ở hai đoạn ở hai bài thì đó là kẻ hiểu đạo đó cho nên giờ này tôi và quý vị muốn hiểu đạo thì xin thưa đồng đạo không khó chỉ cần chúng ta gia công học hỏi học đọc là đức thầy nghiên cứu từng câu từng chữ thì từ từ chúng ta sẽ người hiểu đạo và đặc biệt cái người hiểu đạo là cái người hiểu được cái con đường đi nước bước hiểu ở đây không phải chúng ta hiểu bằng văn tản hiểu suông mà đức thầy thường cảnh báo là nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê hiểu đạo ở đây tức là mình phải hiểu được cái bổn phận cái trách nhiệm của con người phải làm gì trong kiếp sống chúng ta phải hiểu được con đường đi nước bước giống như đức thầy đã dạy đây chỉ rõ đường đi nước bước mình phải hiểu để rồi chúng ta thực hiện để mình chúng ta chúng ta có được một cái qua trái hạnh phúc an lạc trong cái sự trải nghiệm thực hiện lời Đức Thầy thì đó mới tạm gọi là hiểu đạo chứ không phải hôm nay hiểu đạo là tôi phải vị học thuộc lòng cá quyển sám giảng lý thầy chữ nào cũng thuộc hết câu nào cũng thuộc hết mà chúng ta chỉ chấp ở phân tự hoặc giả là chúng ta không tìm hiểu nghĩa lý đồng thời chúng ta cũng không hành theo thì đó là chúng ta cũng là con người bị động thôi chứ không bao giờ mình hiểu đạo cho nên một người hiểu đạo đạo là con đường đạo là bổn phận đạo lý tánh tuyệt đối thì cái người này thứ nhất là không chấp không kẹt mắt vào câu từ ngữ nghĩa người ta nhận cái lý để người ta tu chứ người ta không chấp vào văn tự và đồng thời cái người hiểu đạo người này luôn làm cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với tứ đại trọng ân trách nhiệm của mình đối với thầy tổ trách nhiệm của mình đối với các bậc bề trên để rồi người ta trao sữa tấm lòng ở trong sạch thì đó mình có thể tạm gọi đó là kẻ hiểu đạo và đức thầy dùng cái từ là mau mau bước xuống thì đại để ở đây sấm giảng thi văn toàn bộ đức thầy thì đây là thuyền từ bi đồng đạo nguyễn giác mê tâm kệ cũng là thuyền từ bi cho nên hôm nay tôi và quý vị chúng ta là những người đang đi trên cái con thuyền này mình sẽ từ từ giàu rằng mới học chưa hiểu đạo nhưng mà tôi tin chắc rằng trong cái quá trình học tập thực hiện là đức thầy qua một cái thời gian dài thì đồng đạo chúng ta hiểu đạo để rồi chúng ta bước xuống đây và khi bước xuống con thiền từ bi này Mau mau bước xuống Đức Thầy dùng từ mau mau Chứ chúng ta đừng có chậm đồng đạo Bởi vì thời kỳ này nó ngắn ngủi lắm Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là Khuyên à, tức là mau mau kiếp kiếp chuyên cần đó Chúng sanh còn có lập thân hội này hay Hoặc là Đức Thầy dạy là tu kiếp kiếp Nếu không quá trễ chừng đổi đầu có kiếm điểm khùng Như vậy thì mau mau bước xuống Ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta phải cố gắng Cố gắng làm sao tu hành để đạt được trí huệ để chúng ta bước xuống cái con thiền giác ngộ từ bi đức thầy thì đó là chúng ta đã đạt được cái kết quả qua hai câu giảng này và đức thầy mới diễn thêm một cái hoàn cảnh một cái thời gian nó trải qua cho nên đức thầy diễn cái phần tiếp theo này để chúng ta thấy rõ hơn tại sao thầy dạy chúng ta là mau mau bước xuống quý vị bởi vì việc trải qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa thì mọi sự việc nó trải qua trong cuộc sống con người chúng ta đức thầy ví như mây như gió vậy đồng đạo thì quý vị nhìn thấy mây gió đi cuốn tức là nó không có ngừng đồng đạo cuốn là nó trôi hoài nó 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 bay hoài bay mãi vậy đó như vậy thì cuộc đời mỗi con người chúng ta nó trôi qua nhanh chóng lắm đồng đạo phải nói rõ là cái quả địa cầu này cái trái đất này nó quay hoài quay mãi không bao giờ nó ngừng thì cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi quý vị và đức thầy dạy dùng cái từ là ngày tháng thôi đưa thì đây là một cái khái niệm mà chúng ta thấy thôi đưa hay là đưa thôi ý muốn nói rằng đó cái thời gian nó trôi, nó trôi, nó trôi Đúng như đoạn khác thầy dạy là ngày đến, đến đi đâu kéo ngược Năm về, về mãi chẳng ngừng ngang Tuổi già, thân yếu, đa sầu cảm, tóc bạc, mình ve, lắm rộn ràng Ví dụ như giờ này là hôm nay là ngày 25 tháng 2 nhuần Năm năm là phải nói rõ là là, là 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 là, quý mão đó đồng đạo Thì ngày mai là ngày 26 thôi Ngày mốt là 27 Thì ngày tháng cứ thôi đưa, cứ trôi hoài, trôi hoài Chúng ta mới nhớ là Tết đây nè Tết đó mà giờ này mình thấy là trôi qua là gần 3 tháng rồi. Đã qua một cái tháng Giêng, một cái tháng 2 và hôm nay là chúng ta ở vào cái ngày là 25 tháng 2 nhừng, à, năm Quý Mão rồi, là năm là năm Quý Mão kính thưa đồng đạo. Như vậy thì giờ này mình sẽ cảm nhận được cái cuộc đời theo chúng tôi nghĩ rằng mỗi đồng đạo chúng ta, nhất là quý vị đồng đạo cao tuổi đó thì thật sự khi nghe là Đức thầy dạy Việc trải qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa thì thật sự là chúng ta thấy quá tuyệt vời quý vị. Thời gian trôi rất nhanh đồng đạo. Nhất là những năm tháng gần đây thì chúng tôi thấy rằng thời gian rất là nhanh. Nên Đức Thầy mới diễn ra là trời sáng ra cái lại thấy trưa đó. Năm cũ đó rồi qua năm mới. Dầu rằng năm nay chúng tôi chỉ 46 tuổi đầu thôi mà chúng tôi đã cảm nhận được điều đó quý vị. Một năm đối với mình chỉ một vài chớp mắt thôi. Một ngày đối với mình chỉ là một cái sát na, một cái thoáng qua như vậy thì quay quay mới chúng ta thấy rõ là mới hồi sáng đây phải không mà giờ này chết ngày hôm nay rồi phải nói rõ là trời sáng ra cái lại thấy trưa thì khi mà mình không nhớ thì thôi đồng đạo mà mình nhìn lại cái thời gian đôi khi mình giật mình quý vị mình giật mình bởi vì thời gian giờ này tại sao nó trôi nhanh như thế mình thật sự là trôi nhanh trôi nhanh lắm không biết là tại tôi vải vị mình càng ngày càng lớn tuổi hồi đó trẻ thì chúng ta thấy cái thời gian nó trôi rất là chậm không biết là do mình lớn tuổi hay sao thì điều đó mình không hiểu nhưng mà nhiều khi rồi mình gẫm lại, mình nhớ những thập niên trước các quý vị. Thì thời gian nó trôi hình như hơi chậm hơn. Còn giờ này thật sự rất là nhanh. Quay quay là một ngày, quay quay là một tuần, quay quay là một tháng. Cứ vậy mà nó trôi hoài, trôi mãi. Nhiều khi những lịch thuyết giảng mà bà con đồng đạo mời cách một vài tháng đó. Thì nhiều khi trong lòng cũng nôn lắm. Mình ráng đợi một tháng, hai tháng nữa về cái xã đó thuyết giảng. Nhưng mà cứ nghĩ là lâu. Nhưng mà chớp mắt, chớp mắt cái chúng ta đến cái tháng đó rồi. Và đây cũng là một cái quy luật đồng đạo. Cho nên Đức Thầy cũng giải rất rõ rồi Thì quan thấm thoát dường tên hả? À, trong cái bài hoài cổ Cái thời gian nó trôi giống như tên bay đồng đạo. Ở đây Đức Thầy nói như thế còn hơi ngắn Còn hơi ít à, Tức là trời sáng ra Cái lại thấy trưa năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới Thì tuần đời cũng chống đổi thái Như vậy thì cái cuộc sống của con người Nó sẽ gắn liền Với cái thời gian đồng đạo Coi cho nên cuộc đời con người chúng ta gẫm lại có tuần đời nó thay đổi rất là nhanh. Mà theo dịch học chúng tôi cũng thường chia sẻ trong một khoảng thời gian 10 năm thôi thì cái tuần đời nó có nhiều cái sự thay đổi. Ở đây là chúng ta thấy rõ cái tuần đời là những cái thực tế trong cái cuộc sống. Thật sự mỗi đồng đạo mình gẫm lại đi. Rồi nhiều khi hai ba chục năm về trước Năm ba chục năm về trước đến ngày giờ này Thì có phải là tuần đời chống đỏ thai đồng đạo Nó thay đổi mau chóng lắm cuộc đời con người chúng ta có nhiều cái sự thay đổi mà mình mình phải nói rõ là không ngờ giàu rằng tuổi tôi rất trẻ mà tôi cảm nhận được điều đó và đức thầy mới diễn luận thêm là chữ phù vân phú quý nay mai lưng với chuyển dời qua đổi lại như vậy thì phù vân tức là may nổi chữ phù là nổi chữ vân là may phù vân phú quý tức là phú quý thể như đám phù vân đồng đạo giống như đức thầy dạy nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại đất nước lửa khí hiệp thành sớm muộn gì cũng phải bị tan đã. Cảnh phú quý tự đám phù vân cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành qua sớm nở chiều tàn không lấy chi mà bền chắc. Trong cái bài phải nói rõ là à, trong cái bài trong cái bài mà đức thầy dạy là lời phiên bổn đạo. Hay hoặc giả là trong cái phần chánh định thì đức thầy cũng quý phú quý như đám phù vân nước những cái sắc nước hương trời ấy của các trò các À, tức là cảnh phú quý từ đám phù vân cũng như giống cũng tương tự như trong cái, cái cái, đoạn này trong phần chánh định cũng giống đoạn này đồng đạo như vậy thì ở đoạn này ý đức thầy muốn nói cái sự giàu có của mỗi con người chúng ta đó dinh qua giường thể cúc mai cuối mùa tàn lũng lâu, lâu dài đặng đâu cái sự phú quý là giàu có đức thầy đang nói những cái người giàu có thì nếu nói con người giàu có thì đức thầy cho biết rằng cái sự giàu có này giống như mây nổi vậy chữ phù vân phú quý nay mai Luân với chuyển, dời qua đó lại. Tức là cái sự giàu có nó thay đổi. Hôm nay mình giàu, người kia nghèo đúng không? Nhưng mà trong một khoảng thời gian 5 năm, 10 năm, thì người kia chưa chắc gì người ta nghèo. Mà có chừng người ta giàu hơn mình. Rồi hầu xưa thì mình giàu, bây giờ mình nghèo lại. Đó là phải nói rõ là luân với chuyển đồng đạo. Hoàn toàn do cái định lý nhân quả chi phối. Hoàn toàn do những cái tác nghiệp của trước đó ở tiền kiếp của chúng ta, nó chi phối. Ví dụ bây giờ mình có phước ở tiền kiếp, thì khi sinh ra đó Thì mình được giàu có Nhưng mà rất tiếc cái phước mình nó hữu hạn Mình giàu có khoảng chừng quy định là 10 năm Rồi nó đó là hết phước rồi Thì hết phước thì mình trở lại nghèo Phải chi trong cái phản giàu có 10 năm này Mình tạo phước thêm nữa đó Mình tích cực làm từ thiện Mình hành thiện tránh ác tạo phước thêm nữa Thì khi hưởng hết cái phước cũ Thì chúng ta sẽ tiếp tục hưởng cái phước mới Thì đó là không sao còn bằng ngược lại mình hưởng cái phước cũ mà chúng ta không tiếp tục tạo cái phước mới Thì đương nhiên hết phước cũ rồi thì chúng ta trở nên trở nên nghèo khổ lại Như vậy sự phú quý trong 10 năm này giống như đám phù vân trước gió thôi Rồi ngược lại cái người kia họ nghèo khổ lắm Bởi vì cái thời cơ chưa tới Họ còn vướng một cái nghiệp gì đó Cho nên khi mà họ có làm hiền làm lành Thì khi họ trả hết cái nghiệp nghèo khổ họ rồi Thì đương nhiên họ sẽ phải nói rõ là hết sức là giàu có Vậy thì cái sự kiện này chúng ta thấy rõ cũng giống như cái sự kiện mà Đức Thầy dạy là sạch thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa đó kính thưa đồng đạo thì cũng giống như cái mẫu chuyện của thạch sùng dương khải há không để cho ta những bài học đích đáng lắm ru đồng đạo mà đức thầy đã dạy trong phần tham lam như vậy thì rõ ràng thạch sùng là cái người phải nói rõ là rất là giàu có nhưng mà vì đây là đồng tiền tà nghiệp đồng tiền bất chánh đồng tiền do đầu cơ mà có cho nên ông giàu nhưng ông đâu có hưởng thụ được bao lâu đồng đạo Vì vậy cho nên đây là ông rơi vào một cái hoàn cảnh gọi là chữ phù vân phúi nay mai Ông giàu có như một thời gian ngắn thôi Thì lúc bây giờ khi mà cá độ với Vương Khải Thì lúc bây giờ thua vì trong nhà không có cái mẻ kho Cho nên tiền của nó thuộc về Vương Khải hết Cuối cùng trở nên nghèo khổ Tức đến nỗi mà phải nói rõ là đào thai Ở hậu kiếp, kiếp tương lai đào thai thành thần lần trách lữ đồng đạo Như vậy thì đấy là chúng ta phải nhận định cho đúng trong cái cuộc sống con người mình chữ phù vân phú quý nay mai luôn cứ chuyển dời qua đổi lại có nghĩa là cái sự giàu có ở đoạn giảng trên thì thầy nói cái quỹ thời gian theo một cái công lệ tự nhiên thì nó cứ quay hoài quay mãi giàu đức phật giàu ngọc hoàng có đầy đủ quyền năng nhưng các ngài không thể nào dừng được thời gian đồng đạo điều này chúng ta đã hiểu rồi rồi ngoài cái thời gian trôi cái tiếp theo nữa đức thầy ý thức chúng ta ngoài cái thời và gian nó vô thường nó không ở một chỗ, nó không thường còn, nó cứ trôi hoài cho mãi thì cái thứ hai là tiền của là vô thường. Cảnh phú quý là vô thường đồng đặc. Hôm nay mình giàu có, đừng nghĩ rằng chúng ta giàu hoài, cho nên ông cha mình đã nói rồi, con ơi không ai giàu ba họ, không ai có ba đời đâu có. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta giàu thì mình nên nghĩ lúc mình nghèo. Hôm nay mình nghèo mình đừng có buồn, bởi vì hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, chỉ cần có người có lòng làm hiền làm lành thì ơn trên sẽ tùy cơ quá độ và tương lai chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp hanh thông hơn trong cái hoàn cảnh hiện tại. Rồi ngoài cái Đức Thầy dạy chúng ta cái của cải phú quý là vô thường, là không trường tồn, thì Đức Thầy mới dạy thêm chữ phù vân phú quý nay mai luôn với chuyển về quá đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm như tuổi lão bành. Thì ngoài Đức Thầy ví cái cuộc đời ra, thì Đức Thầy mới ví cái thân chúng ta. Cõi ta bà Đức Thầy chỉ con người sống trong cõi ta bà là cõi kham nhẫn nè Cõi đời này Đức Thầy dạy là mấy ai tồn tại Thì thật sự đồng đạo Con người chúng ta do cái thân tứ đại hiệp thành gọi là thân quyển giả Thì xin thưa quý vị Đức Thầy dạy cõi ta bà mấy ai tồn tại Có nghĩa là tất cả chúng ta không tồn tại Mình sống giỏi gì 100, 100 đến mấy tuổi thôi Giờ này trên thế giới cái người mà cao tuổi nhất Thì chỉ có một cái vị tu sĩ nữ của nước của nước Pháp đó, đồng đạo được thọ được 119 tuổi Ở trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng có ngày thích Phụ tệ được 105 tuổi Hoặc là những cái vị khác cũng vậy cũng có trên 100 tuổi thôi Thì rõ ràng đây là không có tồn tại Kiếp sắp người không có tồn tại Mà Đức Thầy đem cái sự kiện của ông Bành Tổ Lão Bành à, Tức là cõi ta bà mấy ai tồn tại sống như dư trăm Như tuổi Lão Bành thì thật sự là cõi ta bà này là phải nói rõ là con người mà sống dư trăm rất là hiếm cho nên mấy ai trong tuổi ở đời được như bành tổ mà rời lại danh như Đức Thầy dạy trong cái bài viếng làng Phú An hay hoặc là viễn lự ô hô chí lão bành. Như vậy thì rõ ràng trong cái cuộc đời này con người chúng ta giờ này không ai được như bành tổ đồng đọc. Nếu chúng ta hiểu về lịch sử về về tương truyền đó thì mỗi quyển sách giải thì theo tôi tìm hiểu nó có khác nhau. Ấu học đó thì cho biết rằng bành tổ là 880 tuổi ông đã phò được bốn đời vua tức là thứ nhất là cái thời đường nghiêu đường nghiêu chứ không phải là đường ngu của đồng đạo đường nghiêu rồi cái thời hạ thương châu à, rồi ông có là phải nói rõ là tương truyền thì ông ông có đến năm người vợ và bốn à, chín người vợ và năm mươi bốn người con thì cũng có sách cho ông là tức là chỉ có năm người con đó theo ố học đó thì ông trên là tiền kiên sống đến tám trăm tám mươi tuổi ông mới là phải nói rõ là quy tiên. Còn nếu mà chúng ta hiểu theo à uh, uh, Wikipedia đó của thế giới đó, tôi thì thường ngày thường xem từ điển trong Wikipedia bởi vì đây là cái thông tin rộng trên thế giới. Thì uh, theo Wikipedia thì có nói về cái trường hợp của ông Bành Tổ thì uh, trong thuyết này chỉ nói ông sống đến 767 uh, 67 tuổi thôi. Thì uh, được tuyên truyền thì uh, ông uh, mẹ ông mang thai ông đến trên dưới là 12 năm. Và sau đó thì uh, nứt cái hông bên hữu à sinh sinh ra sáu người con thì trong khi đó ông là cái người con đứng thứ ba trong sáu người con thì à, lúc bây giờ thì tên ông được đặt thì lại khác nhau à, trong đó thì để là ông tên là bành khang đồng đạo cho nên hồng nhỏ thì đặt tên là bành nhi bởi vì vì lớn lên đó, ông là cái cháu cháu thứ sáu sáu đời của vua chuyên hút đó thì khi nói đến vua chuyên hút thì chúng ta biết đây là cái thời của ngũ đế tức là năm cái vị trong tam hoàng rồi tới năm cái vị trong ngũ đế là vua chuyên hút ông là cái cháu đời vua của chuyên hút cho nên khi được lớn khôn thì ông làm uh, quan ở cái xứ Đắc Bình Thành Cho nên mới có cái hiệu là Bành Tổ bởi ông xấu Ông sống rất là lâu đời Thì uh, theo tương truyền của Wikipedia Ở Wikipedia uh, của toàn thơ đó của, của, thế giới đó Thì có kể lại một cái một cái mẫu chuyện Thì uh, lúc bây giờ ông ông mới sanh ra Thì ông rất là khôn đồng đọc Bởi vì mẹ mang thai đến 12 năm Rất là khôn và đặc biệt thì tướng hình rất là cáo kỉnh Thì nhân một ngày nọ thì có một cái vị thầy bói Khi gặp ông thì thầy bói này cười Thầy bói nói ngươi giàu rằng tướng ngươi tốt như vậy đó Khôn khéo như vậy nhưng mà ngươi chỉ sống được có có 10 năm thôi Thì nghe nghe nói như vậy thì ông rất là thất vọng Bởi vì ông này ông bói ông nói mình là sống có 10 năm mà. Tức là 10 tuổi là là, là là, là, chết rồi Cho nên thầy bói nói thêm nếu ngươi muốn sống thọ một chút đó Thì ngươi nghe lời ta làm theo những cái gì mà ta chỉ dạy để người sẽ sống thọ thì ông thầy bó ông mới tính ông mới bài ra bây giờ người có soạn một cái cái mâm trái cây à, mâm trái đào đó người đi lên một cái núi thật cao chỉ hướng núi đó thì trên đó có hai vị tiên ở đó tu trảnh thì người đem cái mâm trái đào đến đó để dân cúng cho hai vị tiên này thì cơ mai người sống thọ một chút thì lúc bây giờ bành nhi khôn lắm thì nghe nói như vậy thì soạn một cái mâm trái đào rất là ngon khệ nệ là đi lên núi rất là cao đồng đạo khi đi đến đỉnh núi rồi thì lúc bây giờ có một cái hai vị tiên đầu bạc trắng hết ngồi đang đánh cờ cảnh vật thì phải nói rõ là bằng phẳng đẹp đẽ phong cảnh rất là hữu tình thì hai vị tiên này mãi mê đánh cờ lúc bây giờ thì bành nhi mới để cái cái, cái mâm à, mâm đào trái đào nó để nhẹ xuống đó thôi thì hai vị này vừa đánh cờ viết mắt nhìn cái mâm trái đào thì vừa đánh cờ vừa ăn thì ăn đánh ăn đánh xong cái xong bằng cờ đó thì mới hỏi ủa nguyên nhân tại sao À, người là đứa trẻ con cái nhà ai mà đến đây đem cái mâm đào đến cúng cho ta thế này thì lúc bây giờ Bành Nhi mới nói thật là cái hoàn cảnh thầy bói coi ông này đó à, coi là là Bành Nhi có 10 tuổi chết, đó. cho nên thì sợ quá sợ chết 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 yếu chết, chết sớm, cho nên thì làm theo lời của thầy bói đó, tức là một cái vị bói toán thì đến đây để dưng cúng cái mâm à, trái cây thế này thì lúc bây giờ không ngờ hai vị tiên này gọi là Nam Tàu bắt đầu là cái người nắm cái 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 quyền sinh sát tức là nắm cái cuốn sổ sanh tử cho nên hai vị này mới mở cuốn sổ ra xem thì khi mở cuốn sổ ra xem thì thấy rõ ràng bành nhi như vậy đó cái niên thọ chỉ có chữ thập tức là 10 tuổi vì vậy lúc bây giờ là nam tàu mới lấy thêm cái cái viết phẩy một phẩy thì đồng đạo thấy chữ thập là thế này nhưng phẩy trên nó thành chữ thiên phải không đồng đạo cho nên chữ thập là 10 mà phẩy một dấu ở trên nó thành chữ thiên mà thiên là một ngàn cho nên chính vì vậy thì chẳng những sống hơn hơn 10 tuổi mà đến một 000 tuổi thì đó là chúng ta hiểu theo cái cái cái, cái uh, truyền thiết về sách để mình hiểu và đồng thời cái mục đích chính qua câu giảng này thì đó là chúng ta hiểu về một số nét à, về bành tổ thôi và cái quan trọng cái mà chúng ta hiểu ở cái đoạn giảng này có nghĩa rằng đồng đạo phải nhận định rằng Đức thầy nhắc nhở rằng Dầu ngày giờ này con người có khôn khéo có tài qua cỡ nào nhưng mà chính thưa đồng đạo cuối cùng chúng ta cũng vào quan tài thôi À, không ai mà sống như như được cái tủ lo bành đâu đồng đạo mà đức thầy giải đất đỏ như tu vất vừa nhắc lại trong cái bài viếng làng phú an rồi mấy ai trăm tuổi ở đời sống như bành tổ mà rời lại dánh thì thật sự ra ở đây chúng ta phải nhận định rằng trong cái thời kỳ này thì thường thường ở thế giới cái quy định cái lứa tuổi trung bình là trên 70 tuổi. Trên 70 tuổi Việt Nam chúng ta cũng vậy trên 70 tuổi thôi. Cho nên rồi tất cả ai cũng chết thôi đồng đạo. Đức Thầy nói đây là cái cuộc sống vô thường. Hầu nãy là thời gian vô thường Rồi Đức Thầy nói tiếp là tiền của là vô thường Và đến thân mạng là vô thường đồng đạo Đời hạ nguyên hay chết tủ xanh, Rồi như thở trước cho hồi con trẻ nữa Thì Đức Thầy đưa ở trên là một cái vị sống rất là Rất là già Phải không? Mình không thể nào sống như cái như vị già này nữa Và ở tiếp theo Đức Thầy mới đưa cái trường hợp Thầy Nhan Thì chúng ta biết rõ Thầy Nhan là Nhan Hồi Một trong thập triết Cũng là một trong tứ phối tức là bốn vị đệ tử của khổng tử mà người đời phải nói rõ là đặt ông một cái hiệu là phục thánh thế nào gọi là tứ phối tứ phối thì gồm có bốn vị một là nhan hồi hai là tăng xâm ba là tử tư gọi là khổng cấp đó tử tư là cháu nội khổng tử đồng đạo và cái người thứ tư đó là mạnh tử thì đây là gọi là tứ phối như vậy thì nhan hồi thì chúng ta thấy rõ đức thầy cũng nhắc rồi nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ông bả bà? Bà lợi Vậy thì trong các vị thất thập nhị hiền 72 ông hiền tức là bảy vị đại đệ tử của Đức Khổng Tử thì Khổng Tử cũng liệt kê ra 10 cái vị gọi là thập triết. Thì trong đó phải nói rõ cái người đứng đầu là Nhan Hồi. Đại Nhan Hồi là cái người rất là hiền bởi vì ông này rất là khéo léo, thầy giảng một ông hiểu tới 10 đồng đạo. Ông sống một cái cảnh sống rất là nghèo khổ, hẩm hiu nhưng mà với người khác thì khó lắm. Chỉ một cái bầu nước đai cơm ở cái nơi chặt hẹp. Người khác thì khó sống. Nhưng mà đối với nhan hồi thì nhan hồi rất là, phải nói rõ là vui vẻ với cái cảnh sống của mình. Vì vậy nên khổng tử thường khen nhan hồi là một cái người hiền đông đảo Hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng dạy không khác. Thì nếu nói về cái lịch sử đó. Thì nhan hồi mà chúng tôi tìm hiểu kỹ là ông sinh năm 521. Khổng tử thì sinh năm 551 trước tay lịch. Bởi vì trước tay lịch thì lịch, lịch lịch trừ lùi lại. Như vậy thì khổng tử lớn hơn thầy Nhan Hồi là 30 tuổi Thầy Nhan Hồi sinh năm 521 và ngày là từ trần vào năm 481 Tức là 30 năm Nếu chúng ta nói về tuổi ta đó Thì ngày 31 tuổi còn tuổi Tây thì 30 tuổi Như vậy thì giàu rằng là một cái người rất là hiền Nhưng mà số rất là yếu mạng Yếu mạng phong đó đồng đập Thì như khổng tử có nói rất rõ Vậy thì đặc biệt khi mà ông lứa tuổi 28 thì có sách nó là 29 thì đọc, lúc bây giờ tàu đậu bạc trắng hết và đặc biệt thì sau đó 2 năm tức năm 30 tuổi nếu nói về tuổi ta đó thì 31 tuổi thì ông ông bỏ thầy đã đi rồi hãy cho nên thì đây cũng là muốn nói ở cái ý này để chúng ta có một cái nhận định ông còn gọi là tử quyên hay là nhan nguyên đó ấy thì họ nhan tên hồi tự là tử nguyên hay là nhan nguyên tuổi trẻ ông cũng có lúc làm quan nhưng mà rất là nghèo khổ sau khi đến gặp khổng tử rồi ông đã từ quan và sống một cảnh rất là nghèo khổ trong cái giai đoạn lúc bây giờ một trong phải nói rõ là những cái người hiền đứng đầu trong đệ tử khổng tử tức là một trong tứ phối một trong thập triết và một trong à, thất thập nhị hiền 72 ông hiền của tam thiên đầu đệ thì đó là chúng ta hiểu về cái cái khái nét về nhan hồi và đồng thời đức thầy cho biết rằng đời hạ quân hay chết tuổi xanh tuổi xanh là tuổi trẻ đồng đạo tức là đầu xanh đó đầu bạc tiễn đầu xanh đó quý vị tuổi hạ đời hạ quân hay chết tuổi sanh hạ quân là chúng ta sống trong thời hạ quân hạ thì theo cái từ hạ quân này thì đồng đạo hiểu được mình ở vào cái thời hạ quân hạ và sau khi hết hạ quân hạ này thì lúc bây giờ lập lập đời trở lại lập cái đời thượng quân trở lại chúng ta phải nói rõ phải nói gọn là châu nhi phục thủy đó thiên địa từng quần châu nhi phục thủy mà chúng ta đã học ở các số trước rồi như vậy thì đời hạ quân hay chết tuổi sanh như thổi trước nhân hồi còn trẻ ý đức thầy ví cái đời sống con người giờ này vô thường lắm đồng đạo Chúng ta đừng mong rằng mình sống được dư trăm như tủ lão bành Mà thường thường rơi vào cái chỗ là chúng ta chết trẻ Mà thật sự với vậy Thời buổi cận đại nhất là thời nguyên hạ này Thì con người chết trẻ nó nhiều hơn Bởi vì bệnh quản rất là nhiều Tai ương rất là nhiều Rồi tai nạn, giao thông Rồi những cái căn bệnh à, thế kỷ Rồi những cái dịch bệnh Rồi thiên tai, địa ách vân vân hàng nghìn lý do để cướp đi cái mạng sống con người trong một lứa tuổi rất là trẻ. Cho nên chúng ta phải ý thức được vấn đề này. Chính vì con người chúng ta giờ này sống trong thời nguyên hạ này thì Đức Thầy xác định rất rõ cái 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 cái, cái niên tuổi chúng ta đó nó cũng bị hạn chế đồng đạo. Ví dụ bây giờ cái người mà sống ở cái thời phải nói rõ là cao thượng hơn mình đó ở cái thời thượng nguyên trung hơn đi thì có thể chúng ta định hình là con người sống rất là nhiều năm mà phải không? Nhưng mà cái thời hạ nguyên này thì cái niên tuổi đó cái tuổi con người đó cái niên thọ nó càng ngày càng giảm dần giảm dần đi đến cái mức độ cuối cùng để lập cuộc đời trở lại thì đây nó cũng là một cái quy lực cho nên đức thầy dạy ở đây để mỗi đồng đạo chúng ta có một cái cách nhìn để chúng ta hiểu một cách hết sức là sâu sắc về cái quy lực ở trong cuộc sống đồng đạo cho nên thì chỗ này đức thầy dạy trong cái cuộc sống vô thường vì vậy giờ này đồng đạo chúng ta nên chuẩn bị khi mình hiểu được đời hạ nguyên hay chết tuổi sanh như thở trước cái hồi còn trẻ thì giờ này chúng ta chuẩn bị Mình đừng nghĩ rằng mình trẻ Mình không chết trên thưa không, không phải đồng đạo Vì vậy cho nên lúc bây giờ Lúc bây giờ Đức Thầy mới dạy là khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh đó Lúc bắt hồn mất việc cũng đi Cho nên Đức Thầy hàng phiên chúng ta là phải ráng tu đặng mà chết Chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu Thì ngày hôm qua đây chúng tôi cũng đã trình bày đề tài này rồi Mà đồng đạo đã nghe rành rồi Ở bên xã Hưng Điền của huyện à, Tân Hưng của tỉnh Long An rồi Kính thưa đồng đạo như vậy thì khi mà chúng ta hiểu điều này rồi Thì giờ này mình phải trân trọng Cái khoảng thời gian Đức Thầy sợ tôi bởi vị, đó. Hẹn lần hiện lửa đồng đạo Thôi tôi còn trẻ lắm Còn yêu đời lắm Còn lo làm ăn Còn vợ còn con Còn đó tác làm ăn Chưa tu đâu Để ráng đi Nhưng mà chúng ta nhớ một điều Rằng cái số vô thường nó đến Tử thần gõ cửa là không chừa một ai đồng đạo Ngưu đầu mã diện không chừa một ai Cho nên hôm nay mình phải chuẩn bị Trước khi cái ngày tử thần gõ cửa trước khi cái lữ hái tử thần nó đến trước khi quỷ vô thường dắt mình xuống phán quan xuống diêm la phương cho nên chúng ta phải ráng tu đặng mà chết là như vậy như vậy thì qua cái ý này ý đức thầy ý thức được cho mỗi đồng đạo chúng ta chuẩn bị với vị đời hạ quân hay chết tuổi sanh như thở trước nha hồi còn trẻ và đức thầy mới dạy thêm là miễn cho được ngày hai cơm tẻ đức thầy mới kêu chúng ta phải noi theo cái gương của thầy nhân hồi Giờ này cái chuyện giàu sang danh vọng thì chúng ta đừng mong cầu. Tại sao thầy dùng cái từ là miễn có được ngày hay cơm tẻ? Cái từ cơm tẻ là gì? Cơm tẻ là đây là cơm được nấu được nấu bằng một cái loại gạo thường gọi là cơm tẻ. Ví dụ bây giờ giờ này thì cái thời đời sống văn minh một chút. Gạo thường chúng ta ăn rồi mình chơi cơm không ngon. Phải không đồng đạo? Mình cần phải gạo là gạo sóc nè. Ờ, phải gạo gì đó gạo nàng thơm gì đó nó có nhiều cái loại giống lúa mà chúng ta thấy gạo rất ngon thì đó là gạo đó là gạo phải là cơm tẻ còn ở đây ý đức thầy muốn nói ở cái chợ ở cái chỗ này cái chỗ phải nói chúng ta không có nhu cầu trong cái cuộc sống tức là chúng ta chấp nhận an phận thủ thừa giống như trường hợp thầy nhân hồi ngày xưa với đồng đạo tức là một cái vị gọi là tri túc thường lạc mà biết đủ thì thường vui quý vị cho nên miễn cho được ngày hai cơm tẻ cái quan trọng giờ này có ăn là được rồi nói gọn vậy đó chúng ta đừng có cầu kỳ mong cầu ăn phải cho ngon không có đồng đạo cho nên đây cũng là một cái ý mà ông cha chúng ta thường nói cái ý đó à, chúng ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn chúng ta chỉ làm sao mình ăn có đầy đủ năng lượng để nuôi cuộc sống mình là được rồi đức thầy dùng cái từ cơm tẻ là gạo thường không có gì là cả đồng đạo nhiều khi mà khi chưa tra từ điểm thì hồi đó tôi nghĩ tức là khi mà chưa tra từ điển hồi đó tôi nghĩ là cơm tẻ đây là tức là giống như cơm nó dư là mình tẻ lại mình nấu ăn không phải đồng đạo nghĩ gì nó sai cơm tẻ nghĩa là cơm được nấu từ gạo thường mà chúng ta không có đua đòi ý muốn nói đây là cảnh nào sống cũng được đồng đạo ý là như vậy đó và đức thầy dạy quan trọng miễn cái được hai cơm tẻ là có sống được rồi buổi bằng hàng đã có tu thân vậy thì buổi bằng hàng là nghèo khổ đây gọi là lạc đạo ăn bằng xã thân tu tỉnh cái người giàu có thì không nói rồi còn ví dụ giờ ngày mai ngày mốt đây tôi và quý vị, vị đối diện với cái ngày cuối cùng thì lúc bây giờ cảnh sống con người nó càng ngày chặt vặt, càng ngày nó khổ lắm quý vị. Cho nên Đức Thầy mới dạy là buổi bằng hàng, bằng hàng là nghèo khổ. Kính hơi đồng đạo, chứ bần là nghèo, chứ hàng là lạnh đó đồng đạo. Tức là ý muốn nói cái thời buổi sau này nó khổ lắm. Buổi bằng hàng, cái quan trọng là chúng ta đặng có tu thân. Nghĩa là giờ này mình đừng có mong cầu. Đừng có mong cầu, giờ này chỉ cần có no bụng mà tu thân được rồi. Thì qua cái khái niệm tu thân là chúng ta hiểu rồi. Đây là một khái niệm quá quen thuộc chúng ta thường trình bày với nhau mà Đức thầy dạy là mau thức tỉnh tu thân kẻo trở đến tội hồi, đến tội rồi mới hối muộn màng hay đoạn khác thầy dạy rất rõ. Thương Trần ta cũng ráng thời đặng cho bá tánh thức thời tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Như vậy tu thân là sửa mình. Tu thân là chúng ta phải sửa cái thân mình, sửa cái khẩu mình, sửa ý mình thì đó gọi là tu thân. Cái quan trọng là giờ này chúng ta có tu thân có sửa mình hay không. Còn cái ăn, cái mặt thì đây nó chỉ là phương tiện lệ thuộc bên ngoài thôi Sao cũng được hết Cho nên một cái người mà tu hành mà chân chính rồi Thì gần như người ta dùng cái từ là sao cũng được hết Người ta không cầu kỳ đồng đạo Ăn cái gì cũng được hết Ăn cái gì mà nhẹ thể không có sát sanh hại vật Là người ta dùng đồng đạo à Sống cảnh sống nào sống cũng được cả Người ta không có cầu kỳ, không có đua đòi Cần có cái này, có cái khác Giống như cái trường hợp của Nhan Hồi Là một cái bài học kinh nghiệm mà Đức Thầy dạy ở chỗ này Cũng như Đức Thầy dạy ở chỗ khác Nghèo Thầy Nhan bầu nước đầy cơm Tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý Ngộm bả lợi Như vậy thì qua câu giảng này Ý Đức Thầy muốn nói áp dụng cái người nghèo Bởi vì thường thường cái người nghèo khó tu lắm đồng đạo à cái người giàu có thì người ta không bận biểu về cơm áo gạo tiền đâu. Cái người nghèo thường là khó tu Người nghèo thường trả theo vật chất nhiều hơn Để họ lo cho cái ăn cái mặt Cho gia đình, cho vợ, cho con Nhưng mà giờ này người tín đồ đạo Phật giáo hảo chúng ta Người nghèo đừng lo nữa Buổi bằng hàng đang có tu thân Cái quan trọng là chúng ta tu thôi Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn Sao đắc đạo gặp điều cao quý Cái quan trọng là tôi và quý vị, vị chúng ta có tu Chúng ta có hành đạo là tốt rồi quý vị, vị Còn mình đừng có nhu cầu quá mức đừng có mong cầu thái quá thì không đạt kết quả đồng đạo thì đó là đức thầy muốn nhắc nhở chỗ này để mỗi đồng đạo chúng ta an phận thủ thừa giống như cái đoạn mà chúng tôi nói hồi nãy đức thầy dạy chúng ta phải lạc đạo an bằng xã thân tu tỉnh kính thưa đồng đạo thì đây là cái yếu tố mà đức thầy dạy buổi bằng hàng đã có tu thân và đức thầy dạy thêm là nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế như vậy thì giờ này chúng ta tu hành thì mình phải cầu nguyện ơn trên nhờ ơn trời ban bố đức ân cho nên hàng ngày tu hành chúng ta phải cầu nguyện mình tu hành là mong cầu được cái đức ân đức đồng đạo chúng ta phải cần ân đức đó cho nên thầy mới dạy là ráng tu ân đức chứ tu tiền đó. đó vì vậy cho nên giờ này đức thầy dạy chỗ này cầu nhờ ơn trời ban bố đức ân thì trên cái con đường tu hành của mình cái quan trọng là chúng ta phải nhờ ơn trên chiếu cố soi xét ban thưởng cho mình còn cái người dương thế vật chất này thì xin thưa đồng đạo không có kết quả đâu Hôm nay mình được khen thưởng được người ta cho cái này quyền cao bổng lộc nhưng mà xin thưa đó là vương ở người dương thế thôi. Cái quan trọng là nhờ ơn trời ban bố đức ân. Bởi vì có ơn trời, có ơn trời chúng ta có thật sự tu hành, có được ơn trên ban thưởng cho chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt ở cái chỗ như đức thầy dạy nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế. Như vậy thì cuộc xem chung cuộc phong thần tại thế là Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta xem cái gì. Như vậy thì xem chung cuộc. Đây chung cuộc là kết thúc đồng đạo. Giống như đoạn khác Đức Thầy giải đắc đó là có thiện căn sớm lại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Như vậy thì chung cuộc tức là kết thúc cuộc chơi kính hơn đồng đạo. Vì vậy cho nên chung cuộc là kết thúc rồi. Giống người dùng cái từ là chung kết đồng đạo. Vậy thì xem chung cuộc tức là xem cái ngày Long Qua Đại Hội xem cái ngày mà bắt đầu Đức Thầy chúng ta trở về các vị tiên Phật trở về đây để lập hội thì Đức Thầy xác định xem chung cuộc phong thần tại thế sau này dưới thế gian này sẽ có một cái cuộc phong thần như vậy thì vì cái cuộc phong thần này thì chúng ta thấy Đức Thầy nhắc đi nhắc lại đến 5 lần trong sấm thi của Ngài Đồng Đạo vì vậy ngoài chỗ này ra Đức Thầy dạy đất với nước hậu lai dinh diệu đảo lo tròn yếu điểu tấm thân một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lợt phong thần bản ghi nếu như giờ này chúng ta dình đền trả tứ ân thì chúng ta sẽ sẽ được phong thần đông đáo nhạc âm châu võ cuộc phong thần tạo bất chinh nam ái nước dân như đức thầy đã dạy rồi đoạn khác đức thầy cũng cho chúng ta biết rất rõ đó tức là trời xanh mũi là loài hút máu cũng lắm người mượn cái ấy để dung thân nên thở xưa trời sắp cuộc phong thần diệt kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, rồi mong tạo quá sắp xong tuần khổ cổ điển đặng nhân sanh, kiến cảnh thái bình hòa mà đức thầy đã dạy trong các bài không buồn ngủ cơ đồng đạo. Như vậy thì nói nếu nói về các khái niệm phong thần này thì đức thầy viết đi viết lại trong toàn bộ sám thi của ngài đến năm lần đồng đạo. Cho nên chúng ta ráng tu hành, sau này đến cái ngày cuối cùng sẽ có cái cuộc gọi là phong thần tại thế. Như vậy phong thần là gì? Phong thần ở đây cái chữ phong Tức là ban tặng phong cấp Chữ thần là gì chức Tức là những cái vị thần Những cái vị Hai yếu tố Một là những cái vị đã quá giảng Cũng được phong thần Rồi yếu tố thứ hai Những vị còn sống Được phong thần Tức là phong chức vụ Làm việc Trong cái ngày Long qua đại hội Sau cái ngày long qua đại hội Trong cái buổi gọi là thượng quân thánh đức Thì đó chúng ta hiểu phong thần như vậy thì nếu nhắc về phong thần thì đức thầy dạy là đời nay trở lại khác nào đời thương đồng đạo kính thưa đồng đạo như vậy thì phong thần này giống như mà chúng ta tìm hiểu ở truyện tích qua một cái bộ qua một cái bộ truyện về phong thần thì đây là cái bộ truyện mà ngày xưa bạch vân thiền sư viết cái bộ phong thần rồi khương phùng sưng thì viết cái bộ tây du một bên ông mà bạch vân thiền sư ông này tu đạo phật nhưng mà viết cái bộ phong thần thì đây là cái một cái vấn đề gọi là tu tiên rồi ngược lại Khương Trường Sưng là cái người tu tiên mà ông viết cái bộ Tây Du à, tức là cái bộ nói về tu Phật vậy thì đây là hai bộ sách theo truyền thuyết của Trung Hoa thì hai bộ sách này dầu rằng là hư cấu nhưng mà lại có một cái nghĩa lý rất là quan trọng trên cái quá trình tu hành và cái chúng ta đang bàn đó là mình đang bàn cái bộ sách về cái việc phong thần thì đồng đạo biết rõ bản phong thần là được ơn trên sắc phong phải nói rõ là trao cho phải nói rõ là nguyên thủy thiên tôn một trong ba cái vị tiên đệ tử hồng quân lão tổ hồng quân lão tổ ông có ba đệ tử một là lão tử hai là nguyên thủy thiên tôn ba nữa là thông thiên giáo chủ thì ông có ba vị đệ tử này thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn và lão tử thì ba vị đệ tử này lại phân làm hai nhóm gọi là xiển triệt phân minh châu võ kỷ vậy thì xiển giáo thì gồm có lão tử và nguyên thủy thiên tôn còn triệt giáo À, thì tức là thông thiên giáo chủ thì chính vì xiển triệt phân minh hai bên đấu đá với nhau cho nên mới có cuộc phong thần vì vậy cho nên lúc bây giờ ơn trên đã sắc phong cái bản phong thần cho nguyên thủy thiên tôn và sau đó nguyên thủy thiên tôn mới giao lại cho đệ tử của mình bản phong thần tức là khương thượng khương thượng nha đồng thời giao cho khương thượng đến ba cái bảo vật một là cái hạnh quỳnh kỳ hai là cái đã thần tiên ba là cái bản phong thần để làm chi để sau này khi mà Phò Châu diệt trụ đòi đó Thì đến cái ngày cuối cùng Thì lúc bây giờ Khương Thượng Khương Tử Nga Trên một cái đài cao dựng cái bản phong thần Để kêu gọi những cái linh hồn nào Mà vị quốc vong thân Những người đã chết có công lớn Thì sẽ kêu về Và mới phong cho những cái chức tước Những cái chức vị còn gọi là phong thần Và cái thứ hai Thì Khương Thượng mới làm cái nhiệm vụ Những người còn sống Thì lúc bây giờ mới ban thưởng cho vàng bạc châu báu chức tước thì đó gọi là phong thần cho nên sau này đến cái ngày sau cùng mà đức thầy dạy ở đây đó à, tức là nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế thì đến cái ngày cuối cùng đến cái ngày thầy về lúc bây giờ sẽ có một cái cuộc phong thần nhưng mà trước khi phong thần thì giờ này cái giai đoạn mà chúng ta đang ở đây là giai đoạn gọi là xiển triệt phân minh châu võ kỷ tà với chánh đang trà trộn với nhau đang đấu tranh cấu xé với nhau hơn thua với nhau vì vậy nên người nào mà rơi vào cái vòng danh lợi hơn thua với nhau thì xin thưa đồng đạo người đó sẽ rơi vào triệt giáo còn người nào mà theo chánh giáo theo xiển giáo là những cái người chân chánh hiền lành những cái người tu hiền không vì mình mà luôn luôn vì cái phúc lợi chúng sinh thì đó là chúng ta cũng hiểu một cái số khái niệm rồi như vậy thì qua cái ý này như chúng tôi vừa nói thì giờ này đồng đạo phải đặt trọn một cái niềm tin sau này tại thế gian này sẽ có một cuộc phong thần nói giống như trong phim đồng đạo nhưng mà xin thưa không phải là trong phim đây là cái việc thực sự mà đức thầy đã dạy là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu phải chuyển sang trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu phật là ngay chỗ này cho nên đức thầy mới dạy rất rõ ở chỗ này có nghĩa rằng đó nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tại thế xử những kẻ hung hăng tồi tệ thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn như vậy thì sau này đến cái ngày phong thần thì cái ngày này gọi là cái ngày thưởng bạc, thưởng phạt phân minh đồng đạo cái ngày này gọi là thưởng phạt phân phân minh cái người nào mà hung hăng tồi tệ thì cái người này sẽ bị tiêu diệt hung hăng tồi tệ là những người không có nghe lời đức thầy những người không tu hành những cái người làm ác chúng ta nghe đức thầy dùng cái từ hung hăng tồi tệ thì mình cảm nhận được cái người này là cái người không biết đền trả tứ đại trọng ân cái người này bất hiếu ông bà cha mẹ người này là người phản quốc người này là cái người không kính trọng trời phật người này là cái người không biết thương ai người này là cái người phạm mười điều ác sát sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ tham lam sân nộ mê si thì người này là cái người gọi là hung ăn gọi là hung hăng tồi tệ cho nên đức thầy rất rõ xử những kẻ hung hăng tồi tệ thì những cái người nào hung hăng tồi tệ thì những người này sẽ bị xử đồng đạo Giống như Đức Thầy dạy rất rõ là trừ tà gian Còn thiện chỉ tồn đó Cảnh sông máu núi xương tha thiết Thì đến cái giai đoạn lúc bây giờ Thì gọi là giữ mất đập Và thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn Đây là lành còn Ở kia thì xử tội Đàn này là ban thưởng đúng không Cho nên những cái vị nào được phong thần Những người này rơi vào cái chỗ gọi là thưởng Tức là ban thưởng Tức là thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn Như vậy thì ngược lại với hung hăng tồi tệ Thì người nào là trung nghĩa Tức là người nào đền trả tứ đại trọng ân Như chúng ta bàn hồi nãy Đất với nước hậu lai vinh diệu Đạo lo tròn với điệu thấm thân Một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lỡ phong thần bán ghi Như vậy thì cái người nào chỉ cần đền trả tứ đại trọng ân thôi Gọi là trung nghĩa vẹn toàn đồng đạo Bao nhiêu đó chúng ta cũng có đủ cái khỏe Để chúng ta được ban thưởng trong cái ngày lóng qua đại hội rồi Phải không? Mình được phong thần, được ban thưởng đồng đạo Như vậy thì ngoài cái việc mà trung nghĩa vẹn toàn Thì nếu như đồng đạo nào mà niệm Phật giữ giới thì chúng ta được cao hơn nữa. Bởi vì cái 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 mức thưởng này thì xin thưa rằng cái mức mà phong chức này, cái mức mà ơn trên định đoạt này thì tùy theo cái công quả tu hành. Và đồng đạo đọc lại một cái đoạn trong cái bài thay lời tựa mà chúng tôi thường nhắc thì chúng ta thấy rõ đây là xử những kẻ hung hăng tồi tệ thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn đồng đạo. Đức Thầy dạy rằng Phật Vương Đài chỉ rõ Mái dị quyền chuyển lập hội Long Hoa Thì đây là cái ngày phong thần tại thế đây Cái ngày chuyển lập hội Long Hoa Là cái ngày phong thần tại thế Kính thưa đồng đạo Và Đức Thầy mới dạy thêm rằng đó Tức là Phật Vương Đại chỉ đỏ Mái dị quyền chuyển lập hội Long Hoa Chọn những đấng tu hành cao công quả Để ban cho chứng vị xứng ngôi Thì đây là cái đây là thưởng đồng đạo Đây là thưởng nè Cho nên cái người mà tu hành cao công quả Thì người này phải thực hiện được nhiều hạnh Người này có tu về tứ vô lượng tâm Người này có hành, phải nói rõ lục độ vạn hạnh Người này có giữ giới tinh nghiêm, có niệm Phật Đồng thời người này có tránh ác, hành thiện Và người này phải đền trả thứ ân Cái gốc, cái nền tảng căn bản của buổi phong thần Ít nhất cái người này cũng phải đền trả thứ ân Nếu mà không đền trả thứ ân Thì chúng ta coi như là không được rồi Không được thưởng đâu, đâu Bởi vì đây là cái bản phong thần Ý muốn nói trong cái tinh thần tứ đại trọng ân Mà đây là một giáo thuyết đặc thù Trong giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy dạy chúng ta rồi ngoài cái việc mà ban thưởng cho những cái vị cao tu hành cao công quả Thì Đức Thầy còn dạy thêm cái hạng thấp một chút đó Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bệnh và bệnh cho quản quốc chứ ba Thì đây là những người thật sự được phong thần nè Tức là thiện căn là những người làm lành có căn lành với Đức Thầy Lo cho Thầy, lo cho đạo vì Thầy lo cho đạo trong cái cuộc sống hàng ngày người có thiện căn làm từ thiện hành thập thiện nghiệp đền trả tư ơn là cái người có thiện cắn thì người này được phong thần sẽ cùng với đức thầy định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chuyên bang bởi vì đến cái ngày cuối cùng này đồng đạo biết đúng. đến cái ngày này là bốn biển một nhà cha phật thánh à, thì là dân sự hết tàn ngang đến cái ngày phong thần tại thế lúc bây giờ không có còn hai trăm mấy chục quốc gia như giờ này đồng đạo mà thế giới này chỉ gom về một thôi đồng đạo giống như đức thầy dạy là trên có phật trời so việc thế dưới đầy cơm áo lão về ngôi hoặc là ngày nào mà phật tiên tọa vị ấy thời lai bình trị muôn dân khắp các nơi chư quốc xưng thần trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp thì đến cái ngày phong thần này là cái ngày phải nói gọn là tất cả trở về một vì vậy cho nên cái người mà được thưởng tiếp theo thì người này sẽ cùng thầy để định ngôi phân thứ tức là sẽ dạy đạo tất cả năm châu bốn biển theo cái hoài bảo mơ đức thầy trong cái ngày sau cái ngày long qua đại hội và cái người thứ ba nữa hạng thứ ba nữa làm dân phật quốc hưởng sự thái bình thì giờ này giàu đằng mình không được làm thần Nhưng mà chúng ta được làm dân thì cũng như là được phong thần rồi Tức là cũng được hưởng quý vị Bởi vì được làm dân hoặc quốc hưởng sự Thái Bình là cái điều kiện rất là tốt Rất là tốt Và đến cái hạn sau cùng mà Đức Thầy dạy Còn kẻ chẳng tỉnh tâm Sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên cho không chỉ bảo Như vậy thì còn kẻ chẳng tỉnh tâm thì đây là xử đó đây là cái người mà xử những người phải nói rõ là 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 là, là, là hung tàn bạo ngược đồng đạo kẻ chỉnh tỉnh tâm là cái người cái người là hung hung hăng tội tệ thì cái người này là xử nè đông đạo tức là cái người này là phải nói rõ là gian tà hồn sát cũng tiêu như vậy thì qua các cái khái niệm đó thì giờ này đồng đạo chúng ta cũng hiểu rồi đây là cái ngày chung cuộc cái ngày cuối cùng mà chúng ta cần phải hướng đến cái ngày mà lành còn giữ mất cái ngày mà đức thầy sau này đức thầy trở về mà đức thầy lập nên cái đời tân trở lại để đức thầy có một cái cuộc phân xử giống như đoạn khác đức thầy dạy long qua tiên phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma nếu mãi mê mang mùi tục lỵ linh hồn chìm đắm trốn đây hà thì đây cũng là cái ý mà đức thầy cũng dạy cũng giống như cái chỗ này thì kính thưa đồng đạo thì đó là chúng ta chúng ta nói cái ý sau cùng à, qua hai chục câu giảng này như vậy thì trở lại qua hai chục câu giảng này mà đức thầy đã dạy chúng ta từ câu thả thuyền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau bước xuống đến hai câu cuối cùng là xử những kẻ hung hăng tồi tệ thưởng những người trung nghĩa vẹn thọ thì qua hai chục câu giảng này yếu tố đầu tiên đức thầy dạy chúng ta hôm nay đức thầy có một cái con thiền bát nhã bồng lai điên dạy có ngôi tây phương cực lạc hùng ngồi tòa sen hay hoặc là sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn lan lõi xuống hồng trần đang chịu cảnh chê khen đức thầy chúng ta từ bên kia trở về đây có đầy đủ công năng, đầy đủ điều kiện để đưa chúng ta vào cái lộ trình giác ngộ giải thoát kính thưa đồng đạo. Thế mà giờ này mình mình cứ phải nói rõ là ngoảnh mặt làm ngơ, mình là cái người không hiểu đạo, mà nếu mà nói là không hiểu đạo là chúng ta không làm được gì cả. Cho nên phải là cái người hiểu đạo mới bước xuống cái con thiền bát nhã, con thiền từ bi đức thầy. Và một người hiểu đạo rồi thì đức thầy mới triển khai tiếp theo. Mình là người hiểu đạo rồi thì mình phải cảm nhận được cái sự sinh diệt của cõi đời này Cái sự vô thường vô ngã Yếu tố đầu tiên Đức Thầy nói Cái thời gian Cái thời gian vô thường Cái cuộc sống con người chúng ta vô thường Cái thời gian cứ trôi hoài trôi mãi Kính thưa đồng đạo Rồi qua cái thời gian Đức Thầy dạy vô thường Đến giàu có Danh lợi giàu sang Quy viền phú quý Thì đây những cũng là những cái những cái vô thường tạm bỡ thôi chứ không có gì là giả tạm đức thầy ví cái sự giàu có của chúng ta cũng như là mây nổi vậy đồng đạo đâu có trường tồn vĩnh cũ quý vị thì trong toàn bộ sấm thi chúng ta hiểu vấn đề này rồi và đồng thời ngoài cái việc của cải như phù vân trước gió nước bọt mấy bèo những cái xanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt đến cuộc đời của người này rồi đến người khác rồi đến người khác nữa rồi đức thầy mới diễn luận thêm về cái sự giả tạm của cõi đời này giả tạm của cái thân tứ đại cho nên thân chúng ta không lấy chi bệnh chắc Mà Đức Thầy đem hai sự kiện Một là bành tổ hay là nhan hồi Để cho chúng ta thấy rõ là giờ này Phần đông là chúng ta rơi vào chết cái tuổi trẻ Như nhan hồi Chết lứa tuổi 31 Chứ chúng ta không thể nào sống như trong tuổi lão bành đâu Mình đừng có mơ đồng đạo Dầu rằng chúng ta có tài ba lõi lạc gì Nhưng mà hết hạn gì chúng ta cũng bằng 100 một trăm, một trăm lẻ mấy tuổi hơn một chút thôi thì chúng ta cũng quy tiên thôi đồng đạo chứ không bao giờ chúng ta trường tồn vĩnh cửu đâu sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải chết như tôi vừa nhắc đoạn giảng và đồng thời biết được điều kiện đó rồi thì giờ này chúng ta phải an phận thủ thừa để lo tu hành tu thân lập hạnh cái quan trọng ở đoạn này đức thầy dạy chúng ta phải tu thân lập hạnh phải đền trả tứ ân đồng đạo bởi vì sau này sẽ có một cái cuộc phong thần tại thế sau này sẽ có cuộc phong thần tại thế để làm chi cuộc phong thần này là một cái ngày thanh lọc một cái ngày xử phân thưởng phạt công minh lành còn giữ mất vì vậy mình phải nhận định được điều đó để giờ này chúng ta đáng tu kịp đến cái ngày phong thần kịp đến cái ngày mà đức thầy trở lại còn nếu giờ này mình còn tham luyến nơi trần thế mình còn mê cái này còn ham cái kia còn nhiễm cái nọ thì nếu như mà chúng ta vắng số rồi thì mình tu không kịp đồng đạo cho nên mình phải nhận định được điều đó để chúng ta rất là tinh tấn tu hành mà Đức thầy dạy rất rõ, đó là lo lo liệu liệu chịu thiến trần, có một hội này lập lấy thân chớ để trễ trầy e chẳng kịp, khuyên ai phi sớm gắn chuyên cần. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Qua cái phiên chú giải số 63 à qua 20 câu giảng thì cũng hết sức là cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian lắng nghe. Thì à, trong cái quá trình chia sẻ chắc là không sao tránh khỏi những sơ sót rồi thì cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ phiếu thêm và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta phải tu thân phải lập hạnh phải công phu hành đạo để đến cái ngày phong thần trở lại thì tất cả chúng ta đều có mặt trong cái ngày long qua đại hội đúng như là đức thầy đã dạy đó là ngày vui tươi cũng đà lố bóng cớ sao đời còn mãi say xưa không tìm thầy đặng hưởng phước thừa ngài lập hội tay vinh nhành quế trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rộng xin trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà